rau xanh. Tốc độ mất chất dinh dưỡng của rau để qua đêm tương đối nhanh, thậm chí chất dinh dưỡng gần như bị mất đi sau một đêm. Hơn nữa, rau để qua đêm rất dễ hỏng và dễ sinh ra vi khuẩn, gây nguy hiểm cho sức khỏe đường tiêu hóa của chúng ta. Ngoài ra, rau để qua đêm có thể sinh ra nitrit tác nhân có thể gây bệnh ung thư. Hải sản. Hải sản rất giàu protein. Tuy nhiên, sau một đêm, protein có thể bị phân hủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan và thận. Ngoài ra, hải sản để qua đêm còn dễ sinh sôi vi khuẩn và sinh ra độc tố, không tốt cho sức khỏe của bạn. Các món nộm, salad. Các món nộm, salad trái cây không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế nó sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu bạn cho thức ăn thừa vào tủ lạnh, vi khuẩn và nấm mốc vẫn có khả năng phát triển và gây hại cho sức khỏe.